Hello, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi đó là cái tủ lạnh của các bạn mà nó sử dụng lâu ngày mà nó không lạnh. Đó thì tủ như mình ấy, thì mình vừa mới tháo ra mình phát hiện đó là do nó bị đóng tuyết, nó bịt hết những cái lối hơi thổi lạnh ra, cho nên là nó sẽ dẫn cái tình trạng là bỏ đồ trong nó không có lạnh nhá, thì hỏng đồ. Thì ở đây á thì mình đã tháo ra trước rồi các bạn nhá. Đây mình tháo cái nắp bung ra rồi. Đó, mình tháo ra cho nó nhanh. Đó, thì ở trong này á thì các bạn ạ, thì các bạn nhìn thấy này, cái đường ra của nó bít đông tuyết hết trơn này. Đó, tuyết nó bít hết lối ra, thì nó không có cái hơi nó ra thì nó sẽ không có lạnh. Đó, hiện tại là tuyết đóng rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đang dùng cái thìa này để mình cạo nó tan cái tuyết này ra. Đấy, cạo hết cái lớp ra này các bạn nhé. Thì cái tủ lạnh nhá, thì những gia đình mà sử dụng mà mình không có biết hoặc mình không lưu ý đến thì sử dụng một thời gian dài á, nó sẽ bị đóng tuyết. Thì nếu như không biết thì nó sẽ đóng và tủ không lạnh. Việc đầu tiên thì các bạn chỉ có thể gọi là gọi thợ đến thôi. Đấy, để khắc phục cái tình trạng này. Bây giờ ở đây mình biết thì mình tháo ra để mà cạo hết cái lớp tuyết này đi thôi. Đấy, thì những cái phần cứng này thì các bạn dùng cái thìa để các bạn cứ cạo hết đi, sau đó dùng rẻ thấm. Tuy nhiên dưới này này nó có một cái rãnh thoát. Đấy, rãnh thoát này. Thì đây là nó có những cái miếng thiếc đi ra đó, thì nếu như các bạn chọc mạnh vào thì nó sẽ bị hỏng. Đó, cho nên mình đã chuẩn bị một cái máy sấy như thế này. Đó, sử dụng máy sấy này mình sấy nóng để cho nóng nó tan ra nha các bạn nhé. Để nước ra đâu thì các bạn thấm vào rẻ này thì các bạn lau đi. Đấy, cứ là vậy thôi. Thì cách này nó cũng dễ thôi mà. Nó có những con ốc ở trên này á, thì các bạn cứ tháo lấy cái nắp này ra thôi, đơn giản thôi. Các bạn vệ sinh cho hết đi. Đó, bây giờ mình sẽ cầm máy này. Cái lượng mà tuyết nó đóng ở trong đây thì nó khá là dày đặc và dày đấy, các bạn phải tập từ từ cho nó ra, nó tan ra thôi. Các bạn này, vì mình thấy ở trong kia nó khá là nặng, tuyết nhiều, cho nên mình quyết định là tháo tiếp một cái phần thứ hai nữa. Ở đây nó có hai con ốc này. Đó, các bạn cứ tháo ra rồi giật cái này ra. Đây các bạn thấy chưa? Đó, máy quay. Các bạn nhìn thấy này. Đấy, tuyết này nó vẫn còn đóng trong này các bạn. Đây. Đó, ở trong này cũng vậy này. Các bạn thấy chưa? Tất cả cái hệ thống trong này là nó bị đóng tuyết hết rồi. Đấy, coi như là những cái phần này nó bị đóng tuyết quá trời luôn. Thế là mình quyết định tháo ra, bắt đầu là tiếp tục vệ sinh cho nó hết cái tuyết này đi. Đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục coi như là dùng dao để cạo bớt những cái phần cứng đi. Đấy. Và những cái phần kia thì chút xíu là mình sẽ dùng cái nước nóng mình đổ lên cho nó chảy xuống đấy.
tất cả những cái nước nó chảy lên, nó có một cái rãnh ở phía dưới này thì nó cho phép các bạn là cái nước nó chảy nó ra cửa thoát. Nên là chúng ta làm việc đó là hoàn toàn có thể yên tâm được. Các bạn thấy chưa, tuyết nó đóng này rất là nhiều luôn đấy, thấy chưa đó. Khi vệ sinh thì những cái dây đồng ấy thì các bạn phải cẩn thận, không được đụng chạm vào nó, tuyệt đối là không để nó gấp và nó gãy các bạn nhé. Nó là một cái hệ thống như dây đồng có cái lõi ở phía trong đấy, nên làm phải cẩn thận. Những cái lá bạc lá nhôm này cũng phải cẩn thận này, đừng để nó móp quá này đấy. Các bạn thấy chưa, thì tủ lạnh của mình hôm nay là không có lạnh, thì hôm nay ngờ tháo ra thì thấy cái gọi là xứ sở của tuyết ở trong đây. Đây, bạn có thể thấy này, tuyết là quá trời trong luôn. Sấy là mình phải khô đục những cái viên đá ở trong nó xuống dưới đi thì nó sạch như vậy các bạn. Đó. Tất cả mọi thứ nó khô hết rồi các bạn thấy chưa? Để nó không còn tồn đọng một cái miếng đá nào luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp cái này vào. Như các bạn có thể thấy, đây là những cái rãnh bằng lá nhôm này. Đó. Thì cái nhiệt nó sẽ trực tiếp nó thổi từ trong kia ra. Thì hồi nãy là đá tuyết nó đóng nhiều quá mà nó chèn cái chỗ này này thì cái hơi lạnh nó sẽ không có thể đi ra phía ngoài, nên là nó sẽ dẫn cái tình trạng là không có lạnh. Đấy.
đổ vào đây cho nó tan, nó chảy hết thế kia nữa. Thì vệ sinh như đơn giản vậy thôi. Các bạn là cần thiết phải cho những cái đá nó tan hết nhé. Nếu mà đá không tan hết thì nó ở trong đây thì nó kẹt. Ở dưới kia nó là một cái lỗ thoát nước. Đó, các bạn có thể thấy cái lỗ này. Các em là cứ vệ sinh cho hết đá hết tuyết đi, làm sạch thì thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ ráp một cái miếng cuối cùng vào đấy là xong. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn tháo cái tủ lạnh ra để vệ sinh cái tuyết nó đóng. Thì cách làm nó cũng đơn giản thôi. Thì cái mẹo này thì cái mẹo này nếu như các bạn biết thì các bạn sẽ kêu thợ thì vừa mất công, mà có thể là gặp thợ không có tâm thì sẽ rất là đắt. Thì bằng cách đơn giản các bạn tháo ra để các bạn vệ sinh tuyết nó sạch, giúp cái tủ lạnh của chúng ta nó thông thoáng được để nó cái hơi trong lạnh ra tốt hơn. Hy vọng là cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình sẽ giúp ích cho các bạn, bảo trì cái tủ lạnh các bạn nhé. Ủng hộ mình cách like clip này, chia sẻ, đăng ký kênh, theo dõi những cái clip bổ ích tiếp của mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.